Xin chào các bạn có nhận ra đây là nơi đâu không ạ? Đây chính là khu vực Đồi Cừu rất là nổi tiếng ở khu vực của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các bạn biết đây là một nơi rất là nổi tiếng tại vì nó thu hút được rất nhiều người du lịch từ khắp nơi ở Việt Nam đến đây xem và chụp hình với những con cừu và ngắm cảnh, và có một thời gian rất là thú vị và vui ở khu vực đồng quê cùng với những con cừu như vậy, có đúng không? Nhưng mà tại sao những con cừu nó lại thu hút nhiều khách du lịch đến như vậy? Theo như mình suy nghĩ thì cái điều mà cái Đồi Cừu với những con cừu này nó đã thu hút được rất nhiều khách du lịch từ bao nhiêu năm nay, đó chính là ở Việt Nam chúng ta do thời tiết khí hậu nóng và không phù hợp để có những con cừu. Các bạn có hiểu không? Tại vì thời tiết ở Việt Nam là một nước có thời tiết nhiệt đới, khí hậu nhiệt đới. Vì vậy thì thời tiết quá nóng cho nên con cừu là một cái loại động vật mà thích sống ở những nước ôn đới như là châu Âu hoặc là Úc hoặc là Mỹ. Tại vì con cừu nó có cái bộ lông rất là dày và người ta dùng cái lông con cừu để làm một cái áo rất là phổ biến để mà giữ ấm cho mọi người, đó chính là áo len, các bạn biết rồi ha. Như vậy thì áo len là được làm từ nguyên liệu đó là lông cừu, và cái áo len là một cái loại áo để mà giữ ấm trong những cái thời tiết mùa đông giá lạnh. Thì lông của con cừu rất là dày, vì vậy thực ra thì các bạn hiểu là con cừu nó sẽ không sống ở những cái thời tiết nóng được hay là những nước nhiệt đới được. Vì vậy cho nên việc mà những người nông dân họ nuôi con cừu ở đây thì trở thành là một cái điểm du lịch, trở thành một cái thu hút du lịch rất là lớn. Nhưng mà cũng phải nói thật với các bạn là phong cảnh ở đây thì rất là đẹp, tại vì khu vực này được bao quanh bởi đồi núi, rừng cây, đồng cỏ, và cái khu vực này là khu vực rất là đẹp ha. Xin chào các bạn nha. Thì các bạn thấy là cái khu vực này là khu vực ở giữa những cánh đồng cỏ và ở những cái núi, và đây là một cái khu vực cũng rất là đẹp và rất là thiên nhiên, đúng không? Thì các bạn, thì có một cái điều bí mật mà mình muốn chia sẻ với các bạn là thế thì tại sao ở một nước nóng như Việt Nam, là một nước nhiệt đới như Việt Nam nhưng lại có thể có những con cừu ở đây. Mình đã nói chuyện với người chủ của những con cừu này, họ là những người nông dân rất là dễ thương, rất là chất phác và rất là thông minh. Thì họ đã tiết lộ cho mình một cái bí mật của họ, đó là họ đã lai giống, các bạn nhớ nha, họ đã lai giống giữa con cừu và con dê. Và các bạn biết là con dê là một cái loài động vật mà rất là thích ở Việt Nam và rất là thích ở xứ nóng. Thì con dê là một cái động vật rất là phổ biến của những cái người nông dân ở đây. Còn con cừu thì lại là một cái động vật phổ biến ở châu Âu và những nước ôn đới. Thì cái người nông dân ở đây họ đã rất thông minh là họ đã lai giống giữa con cừu và con dê và tạo ra được một cái loài động vật mới mà như các bạn thấy ở đó đó. Tức là những con này đó các bạn, nó không phải là con dê 100%. Tại vì các bạn biết là con dê thật á, thì cái lông của con dê nó sẽ rất là dày và sẽ rất là dài. Nhưng mà con cừu á, con cừu thì nó sẽ có lông rất là dày và rất là dài. Nhưng mà các bạn nhìn thấy là con cừu ở đây á, lông nó ngắn. Và nếu các bạn quan sát kỹ hơn á, thì cái đầu của con cừu ở đây nó hơi giống con dê. Lý do đây là cái sự lai tạo giống như con cừu và con dê. Cho nên các bạn có thể suy nghĩ rằng là đây là một cái loài động vật mà có đầu là đầu của con dê, và cái mình của con cừu. Vì vậy thì theo như mình không biết là tên khoa học có một cái là động vật mới nào mà nó giống như vậy chưa, nhưng mà các bạn có thể hiểu là đây là một cái con vật mà nó là lai giống như con cừu và con dê. Vì vậy cái đầu nó hơi giống con dê nhưng mà cái mình thì nó là mình cừu. Thì cái lông của những con cừu đây á, nó còn không có được dài cho lắm, không được dày cho lắm, tại vì đây là xứ nóng và đây là nó cũng lai giống con dê rồi, nhưng mà các bạn nhìn thấy nó vẫn giống con cừu và có cái bộ lông rất là đẹp, đúng không? Nhưng mà ngoài ra thì nó có cái tiếng kêu là be be be. Cái đông là cái tiếng kêu đặc trưng của con dê. Và các bạn thấy là cái người nông dân ở đây họ rất là thông minh, có đúng không? Tức là họ vừa mang được con cừu về Việt Nam, và con cừu ở Việt Nam vẫn có thể sinh sống được, và người Việt Nam mình cũng có thể có cơ hội chiêm ngưỡng và nhìn thấy con cừu. Nhưng mà đây là con cừu là một sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa con cừu của châu Âu và của các nước ôn đới, và con dê là một loài động vật rất là phổ biến ở các nước nhiệt đới. Thì cái người nông dân ở đây họ đã rất thông minh đó, họ tạo ra được một cái loài con vật mà những người mà mình chưa bao giờ mình nhìn thấy con cừu đó, những cái người nông dân mà những cái người Việt Nam mình hay là những trẻ em mà chưa bao giờ nhìn thấy con cừu đó, thì có thể thấy được cái hình ảnh của con cừu thực tế ở đây rất là tuyệt vời, phải không các bạn? Các bạn xem nhá, các bạn nhìn thấy là luôn luôn có rất nhiều khách du lịch ở đây. Luôn luôn có nhiều khách du lịch, có nhiều trẻ em, có nhiều người từ khắp nơi từ Việt Nam, và họ rất là thu hút và họ đã đến cái khu vực này để mà nhìn thấy những con cừu bằng mắt thật của mình. và nhìn thấy một cái quang cảnh nông thôn đẹp ở Việt Nam như vậy, và cũng đồng thời nhìn thấy một cái loài động vật mà ở Việt Nam không có, đó là con cừu. Cái đây là một điều rất là hay phải không các bạn? Cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong các video sau rất là hữu ích, rất là thú vị về khắp nơi ở Việt Nam. Tại vì mình sẽ đi khắp Việt Nam và mình sẽ làm những video tương tự như vậy, và các bạn sẽ có cơ hội khám phá rất nhiều điều ở đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta. Cảm ơn các bạn nhé. Gặp các bạn sau trong những video sắp tới.